Xin chào tất cả các em, cô rất vui khi được đồng hành với các em trong buổi học ngày hôm nay. Ở trong bài trước thì chúng ta đã đi tập trung xử lý được hai vấn đề quan trọng trong cái chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, đó là về giải hệ phương trình bằng phương pháp thế cũng như là phương pháp cộng đại số đúng không? Trong ở bài đó thì chúng ta đã nắm thêm được cái nguyên tắc khi mà xử lý những cái bài toán phức tạp hơn một chút có thể sử dụng cách để là phương pháp đặt ẩn phụ. Đối với cái bài tập ở trong vấn đề số 3 vừa rồi thì cô có cho các em hai bài tập về nhà thì chắc chắn là chúng ta ở nhà phải thực hiện được hai bài tập đấy rồi bởi vì là cơ bản và chúng ta đã xử lý được những cái bài còn khó hơn thế ở trong phần ví dụ cơ mà đúng không nào quan sát luôn phần bài tập nhá cô chữa cho các em bài số 1 như sau đề người ta cho là giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số cụ thể đối với cái đề bài như thế này thì chúng ta phải áp dụng cái phương pháp cộng đại số luôn còn nếu như ở trong đề thi của mình nhá người ta sẽ cho mình cái câu ví dụ như sau đề bài là giải hệ phương trình sau hoặc giải các hệ phương trình sau thì các em có thể tùy ý sử dụng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số miễn là chúng ta thấy nó phù hợp. Đó. Còn đâu đối với đề bài này là nhớ cho cô phải sử dụng phương pháp cộng đại số. Nhắc lại về phương pháp cộng đại số thì đối với cái phương pháp cộng đại số thì thực chất nó là cách để chúng ta đưa các hệ số của cùng một ẩn về là bằng nhau hoặc là đối nhau đúng không? và sau đó thì nếu như hai hệ số của cùng một ẩn mà bằng nhau thì chúng ta sẽ trừ cả hai vế. còn nếu như hai hệ số của cùng một ẩn mà đối nhau thì em sẽ cộng cả hai vế của phương trình cho cô nhé. nào quay trở lại bài này, nào cô hướng dẫn luôn. thứ nhất là đối với a này, Ý a đây thì có hai ẩn x vậy sử dụng theo phương pháp cộng đại số thì phải đưa về cùng một hệ số đúng không? Thông thường người ta sẽ lựa chọn cái hệ số đầu tiên. đây đang có 0,3 này, bên dưới có 1,5 này. Vậy làm thế nào để đưa nó về cùng hệ số? À, chúng ta sẽ nhân cả hai vế của cái phương trình đầu tiên này với với 5 đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa được về là hệ số 1,5. Thế còn đối với IB thì sao? IB thì chưa phải là cái dạng tổng quát của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Nhưng mà nó có cái dạng như thế này thì như cô đã hướng dẫn ở bài trước, đó là chúng ta sẽ cần phải đặt điều kiện của x y và sau đó thì áp dụng theo phương pháp à, đặt ẩn phụ. Từ cái phương pháp đặt ẩn phụ đó ta suy ra được cái phương trình mới, hệ phương trình mới và giải theo phương pháp cộng đại số. À, bây giờ chữa luôn nhá, tránh mất thời gian. Nào ý A. Ý A trước hết là nhân cả hai vế của phương trình số 1, đúng không? với 5 thì thu lượng là 1,5x cộng 2,5y bằng 15. Bên dưới, phương trình bên dưới ta giữ nguyên. Xong. Ở đây thì nhớ cho cô nhé, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn ẩn x hoặc ẩn y đều được. Trong trường hợp này cô hướng dẫn là sử dụng ẩn x. Thế các bạn nào mà sử dụng ẩn y thì chúng ta cũng theo dõi thêm một cách làm đối với ẩn x này nữa. Đó. Rồi, cùng hệ số là 1,5 thì chúng ta sẽ trừ cả hai phương trình này cho nhau thu được một phương trình mới Phương trình mới này, đúng không? Thì sẽ có dạng là phương trình một ẩn với ẩn y Là 4,5y bằng 13,5, quá đơn giản Chia ra thu được giá trị của y ngay Phương trình bên dưới giữ nguyên nhé Vậy thì ta có y bằng 3 và x bằng 5 Điều này là thảm mãn bởi vì đề bài này ta không có điều kiện Tuy nhiên cái phần kết luận thì học sinh hay bị nhầm nhà mở chỗ như thế nào nhìn thấy ngay này à, y bằng 3 x bằng 5 kết luận luôn hệ phương trình có nghiệm x y bằng 3 năm nghe đúng hay sai à, sai luôn rồi bởi vì là x chúng ta là 5 cơ y là 3 cơ chúng ta phải viết lần lượt theo vị trí nhá đó viết lần lượt cho cô theo vị trí là 5 rồi đến 3 chứ không được viết là 3 năm là sai đó chuyển sang ý b này vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu là phải đạt được điều kiện đúng không Đặt luôn điều kiện nhé. Ý B. Bởi vì nó làm phân số cho nên điều kiện mẫu số phải khác không. Sau đó ta đặt ẩn A tương ứng bằng 1 trên X. B bằng 1 trên Y. Thì phải có điều kiện của ẩn. Đó, nhớ nhá Bước này mà thiếu là bị trừ điểm đây này. Hai cái điều kiện này. Thiếu trừ mất luôn 0.25 điểm này. Tùy từng tỉnh thành nhé. Rồi. Sau đó thì chúng ta có được một cái hệ phương trình mới là a chứ b 1 và 3a cộng 4b bằng 5. Thực chất đối với cái hệ phương trình này thì nếu như làm theo phương pháp thế thì cũng khá là dễ dàng bởi vì là các cái hệ số của a và b ở phương trình phía trên này là 1 với âm -1 thì chúng ta dùng thế cũng được đúng không? Nhưng mà đề bài người ta cho là cộng đại số. Thì các em có thể lựa chọn cho cô là chọn ẩn a hoặc là ẩn b để đưa nó về cùng một hệ số. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta giải quyết luôn. Thì ở đây cô vừa nãy cô chọn là cái giá trị bên trên x rồi, bây giờ cô chọn thành là b ở phía sau nhé. Cô đưa về cùng hệ số của b là 4 thì cô phải nhân cả hai vế của phương trình đầu tiên với 4 đúng không? Vậy ở đây thì hệ số nó đối nhau thì cô sử dụng bằng cách là cộng cả hai vế của phương trình này thì cô thu được một hệ phương trình mới. Và hệ phương trình bên dưới thì cô giữ nguyên phương trình của hệ ban đầu. 7A bằng 9 như vậy A sẽ tính ra được luôn bằng 9 phần 7. Cuối cùng, thay vào bên dưới ta thu được B bằng 2 phần 7. Đến đây chưa được phép kết luận luôn, nhớ chưa? Mà phải thay trực tiếp lại vào cái ẩn AB ban đầu mình cho ấy. Mình thu được lại cái giá trị XY thì đó mới là nghiệm. chứ còn nếu kết luận là AB này là sai luôn này. Đó. Nào, rồi ta có A này, có B này. Thì theo như đầu bài người ta đặt ở đây mình đã đặt ở đây là a bằng 1 trên x, b bằng 1 trên y. Vậy ta lấy nghịch đảo của nó thì ta sẽ thu ra được lại cái giá trị XY mà mình cần tìm. Đó, thì khi a bằng 9 phần 7, nghịch đảo của a thì chính là x 7 phần 9. b bằng 2 phần 7, nghịch đảo của b là 7 phần 2. Cuối cùng thì kết luận cho cô nhé, kết luận nghiệm. Đó, ở đây là sẽ có nghiệm duy nhất của hệ phương trình. x y tương ứng là 7 phần 9 và 7 phần 2. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện xong đối với cái phần bài tập số 1. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần bài tập số 2. Đề bài bài tập số 2 cô cho như sau, đó là ta biết rằng một đa thức bằng đa thức không khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng không. em đọc lại đề bài một lần nữa. Tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau. Chưa? Với biến số là x bằng đa thức không. Thế thì đối với cái bài này thì mình giống như bài trước ở trong phần giải hệ phương trình bằng phương pháp thế thì có một cái bài toán liên quan đến chia hết. Trong bài toán đó thì cũng có cái dữ kiện đầu bài nó cho gần tương tự như thế này, đúng không? Đây giờ chúng ta phải xử lý cái dữ kiện bên trên. Ở đây cô đã minh họa cụ thể bằng việc đấy là gợi ý vôi vàng cái chữ phần hệ số này. Được chưa? Các hệ số của cái đa thức này mà bằng không ấy thì cái đa thức này nó mới là đa thức không. Vậy hệ số của cái đa thức px này trong cái trường hợp người ta cho cụ thể ở đây thì các em có xác định cho cô được hệ số đó hay không? Tất cả cái phần hệ số của mình thì bao gồm có hai loại, đó là hệ số của biến số cũng như là hệ số tự do. Hệ số của biến số tức là chính là cái phần đằng trước của biến số mà biến số người ta cho là x. Cho nên cái phần hệ số lúc này chính là 3m trừ 5n cộng 1. Ngoài cái hệ số của biến số này ra thì chúng ta còn có một cái hệ số tự do nữa. Hệ số tự do tức là cái phần không chứa biến. Vậy phần đằng sau này chính là phần không chứa biến. Mà người ta cho là cái đa thức này bằng đa thức không khi các hệ số của nó bằng 0. Vậy lần lượt chúng ta phải chỉ ra các cái hệ số này tương ứng bằng 0. Và điều này thì sẽ đồng nghĩa với việc là mình sẽ có luôn một cái hệ phương trình đúng không nào? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý ngay dựa vào cái phần hướng dẫn của cô nhá. Thế nếu như bạn nào mà chưa làm được câu này, cô nghĩ rằng là chắc cũng có một số bạn gặp khó khăn trong phần này. Tuy nhiên, đây là bài toán ở trong sách giáo khoa đấy. Thì nếu như mình mà chưa làm được thì mình phải xem lại tổng thể cái kiến thức của mình đối với cái đa thức và bằng đa thức không nó là như thế nào nhá. À, giải luôn này từ cái dữ kiện đầu bài thì chúng ta sẽ thu được là 3m chứ 5n cộng 1 bằng 0 và 4m chứ n chứ 10 bằng 0. Ở đây là có hai ẩn m và n. Hệ phương trình này là hệ phương trình hai ẩn. Vậy các em có thể dễ dàng suy ra cho cô sử dụng theo cái phương pháp thế hoặc cộng đại số đều được nhé. Đó. Ở đây chúng ta chuyển sang chuyển 1 và âm 10 với sang bên bên phải đưa nó về cái dạng tổng quát. Rồi sau đó thì đồng thời luôn là mình sẽ sử dụng, ở đây cô sẽ sử dụng là đưa về cùng cái hệ số của n. Cùng hệ số n. Bởi vì bên dưới mình có là n đứng một mình này, bên trên là 5n này, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần nhân cả hai vế của cái phương trình bên dưới này với 5 thôi. Chứ nếu như chúng ta sử dụng theo m cũng được. Tuy nhiên nếu như sử dụng theo m ấy thì các em thấy rằng là chúng ta phải nhân đồng thời cả hai phương trình của hệ này để xuất hiện được cái bội chung nhỏ nhất của 3 và 4 đúng không? Thì như vậy là nó lâu hơn, mình nên sử dụng cái cách thứ hai là chọn theo ẩn n thì nhân mỗi một cái phương trình của hệ thôi. Khi nhân với 5 rồi thu được hệ phương trình mới và cùng hệ số là âm 5 thì chúng ta sử dụng là trừ cả hai vế của hai cái phương trình này là thu được ngay kết quả. Bên trên ta giữ nguyên bên dưới khi trừ đi thu được là âm 17m bằng âm 51. Và giải này ra thì ta có ngay m bằng 3 và thay vào bên trên thì thu được là n bằng 2. Lúc này thì chúng ta kết luận cho cô nhé. Tự kết luận. Nào. Như vậy là đối với cái phần uh, giải bài toán bằng cách lập uh, à, đối với cái phần mà liên quan đến giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số thì chúng ta đã nắm vững được rồi đúng không? và đồng thời xử lý được thêm một cái bài này chính là bài mở rộng của nó. Và bây giờ thì ngoài cái việc mà sử dụng được giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số, nó không chỉ dừng lại ở việc tìm nghiệm cụ thể mà nó còn ứng dụng cho mình trong việc giải các bài toán mà có lời văn như trước đây chúng ta đã học ở trong cấp tiểu học và trung học cơ sở. Thì thông thường khi giải bài toán có lời văn Thì nó thông qua khá là nhiều bước Và nếu như đối với những cái bài toán Nó có nhiều cái câu hỏi Nhiều cái ẩn số ấy, Thì mình phải đưa nó về Và xử lý bằng cách là sử dụng đến cái hệ phương trình này Thì đây là một cái công cụ rất là hiệu quả Cho các em trong việc giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay luôn Trong vấn đề số 4 lần này Thì chúng ta sẽ có 3 tiết tập trung ở trong bài tiết này thì cô và các em sẽ cùng đi xem lại đối với các cái dạng bài toán có lời văn thì xuyên suốt trong quá trình học từ tiểu học đến trung học cơ sở đến tận hết lớp 8 thì chúng ta thấy rằng là có một số những cái dạng cơ bản thứ nhất đó là cái dạng toán mà liên quan đến tìm số tìm số là dạng mà ngày xưa mình học ở tiểu học ấy tìm rất nhiều đúng không và ngoài cái dạng này ra thì có cái dạng toán chuyển động sau đó thì khi xong được cái dạng toán chuyển động rồi thì chúng ta có những cái dạng toán ví dụ như là làm chung làm riêng này, dạng toán phần trăm này, dạng toán hình học này. Vậy đối với những bài đẩy thì sang đến lớp 9 này nó có cái sự thay đổi như thế nào thì chúng ta đi vào lần lượt cụ thể luôn. Ở trong tiết 1 này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em về hai cái dạng chính đó là cái dạng đầu tiên liên quan đến tìm số và dạng thứ hai đấy là bài toán chuyển động bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiết số 1 luôn. Trước khi vào phần này thì cần phải nắm được cho cô một số kiến thức cần nhớ đã. Đối với kiến thức cần nhớ này thì chúng ta nhắc lại một lần nữa cái thao tác để xử lý một bài toán mà áp dụng để giải bài toán này thì có những cái bước như thế nào. Các bước để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì gồm có các bước như sau. Bước số 1 đó là các em phải lập được cái hệ phương trình lập hệ phương trình bằng cách nào? Đó là chúng ta phải chọn được cái ẩn và đặt được điều kiện thích hợp cho chúng. Nếu như có hệ lập hệ phương trình nhé, thì các em suy nghĩ cho cô xem là liệu chúng ta cần phải có bao nhiêu ẩn? À, đối với cái giải hệ phương trình lúc này thì ta thấy là hệ phương trình bằng nhất đúng không? Mà đề bài mình đã có là hệ phương trình bằng nhất là hai ẩn rồi. Vậy thì chắc chắn khi được chọn ẩn này thì chúng ta phải chọn được hai ẩn. Đó. Và khi chọn được hai ẩn này rồi thì ta sẽ biểu diễn các cái đại lượng chưa biết theo các ẩn cũng như là những đại lượng đã biết. Ngoài ra thì khi có được các cái đại lượng này rồi thì chúng ta dựa vào cái mối liên hệ của đầu bài. Dữ kiện đầu bài đã cho là gì? Thì xây dựng cho cô lập được cho cô hai cái phương trình biểu thị được cái mối quan hệ giữa các đại lượng đó. Ở trong phần này thì nó khó khăn nhất chính là việc mà chọn ẩn đặt điều kiện thích ẩn, chọn ẩn cũng như là biểu diễn bởi vì là khi mà chọn ẩn ấy, thì thông thường các em nhớ cho cô nhá đề bài người ta hỏi mình gì thì mình chọn cái đó là ẩn ví dụ người ta hỏi là à, hỏi thời gian và vận tốc chẳng hạn thì chúng ta lần lượt đặt thời gian và vận tốc là hai ẩn thế còn người ta hỏi là à, năng suất của tổ 1 và năng suất của tổ 2 thì chúng ta lựa chọn lần lượt từng giá trị đó là ẩn thì nó dễ hơn tránh trường hợp mà mình lan man quá trong cái việc lựa chọn các ẩn ở trong đề bài và dẫn tới mất thời gian. Thông thường thì đối với cái bài giải bài tắm cái lập hệ phương trình này thì trong đề thi của mình nó sẽ ứng với khoảng từ 1 đến 2 điểm tùy tỉnh thành nhé. Đấy, và từng cái bước này nó sẽ có cụ thể theo ba lên điểm luôn. Ví dụ như là chọn từng giá trị ẩn là mình sẽ tương ứng là 0,25 điểm này. Đấy, biểu diễn được các lệ lượng thì cũng lần lượt từng ý sẽ được tương ứng điểm. Cho nên là tránh cái trường hợp mà các em khi mà lập cái hệ phương trình mà chúng ta bỏ qua thao tác là mất điểm luôn. Như vậy là không ai có thể gỡ lại cho mình được sau khi mình đã đặt bút làm rồi đúng không? Mình đã bảo là bút xa gà chết mà. Cho nên là nhớ cho cô nhé cái cách để xử lý. Rồi, bây giờ ngoài cái cách mà khi mà chúng ta đã thực hiện lập được cái hệ phương trình này rồi thì cái thao tác giải hệ phương trình này thì vận dụng luôn. Ừ, trong hai cách vừa rồi chúng ta đã học là bằng phương pháp thế, phương pháp đại số, đan xen trong đó là phương pháp đặt ẩn phụ. Đó. Giải xong hệ này rồi thì bước cuối cùng phải kiểm tra nhé, xem là các nghiệm này nó có thỏa mãn cái điều kiện bên trên này không, đại điều kiện đây này. này. Đó. Mình đặt điều kiện cho nó thì mình phải kiểm tra xem là nó thỏa mãn điều kiện hay không, đúng không? Rồi, đó. Sau khi kiểm tra xong rồi thì chúng ta sẽ kết luận. Nói về cái phần lý thuyết này thì có thể là bây giờ mình chưa hình dung ra lắm Bây giờ cụ thể mình sẽ đi luôn vào cái phần bài tập để xem xem là cái cách giải của nó so với cái chương trình lớp 8 đã học nó có gì khác không nhé Nào, có ra cho cô hình ảnh như sau Thứ nhất, dạng toán đầu tiên cô và các em sẽ đi xem xét đó là dạng toán tìm số Cái dạng toán tìm số này thì thật ra là nó khá là đơn giản Mình đã học từ cấp tiểu học đúng không? thì thường là tìm số thì người ta hay có lệ ví dụ như là rồi có hai chữ số này hoặc là tìm hai số mà sao cho thỏa mãn một số điều kiện đối với cái trường hợp này thì cô chỉ hướng dẫn lại một lần nữa thông qua một bài duy nhất thôi Có đâu cụ thể chúng ta sẽ đi vào những bài tập ở trong sách giáo khoa sẽ bài tập để mình luyện tập thêm sau nhé quan sát đề bài cho cô như sau cô lấy một cái ví dụ ở trong sách giáo khoa Câu hỏi khoa trang 22, người ta cho là tìm hai số tự nhiên và biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 2 và số dư là 124. Bài này là khá quen thuộc đúng không? Ở trong chương trình của lớp nhỏ hơn thì chúng ta thực hiện bằng cái cách là chúng ta chỉ gọi cái số đấy thôi. Gọi một số nhỏ trước và sau đó số lớn thì chúng ta biểu thị theo số nhỏ sau hoặc là ngược lại. Thế tuy nhiên là khi mà học về giải bài toán một cách lập hệ phương trình thì chúng ta có thể tận dụng tối đa được cái dữ kiện đầu bài và chúng ta sử dụng ngay hai cái ẩn mà người ta cho đấy là tìm hai số mà thì nó tương ứng sẽ có hai ẩn đúng không? Rồi bây giờ xử lý bài này thì rất nhanh thôi quan sát cho cô nhé. Bước đầu tiên thì chúng ta gọi luôn số lớn cho cô là x, số nhỏ là y điều kiện của nó người ta cho là hai số tự nhiên đây này, này vậy thì xy phải thuộc vào n n sao và x lớn hơn y và khác giá trị không bởi vì nếu như có xuất hiện một giá trị không thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được phép chia nhớ nhá không nhiều bạn để bảo là ở đây bằng không cũng được là sai luôn này này ở đây có số chia đây này, này đó đây có phép chia rồi Đến đây thì sau khi chúng ta đã đặt ẩn xong đã chưa thỏa mãn hết bước số 1 mà chúng ta phải biểu diễn các cái dữ kiện đầu bài theo các ẩn và đại lượng đã biết. Đây bài người ta cho tổng của hai số bằng 1006 cho nên ta có ngay cái phương trình x cộng y bằng 1006. Bước này xong, bây giờ đến cái bước bước phía sau này mới nhiều bạn sai đây này. Đó là lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124. Thế con nhớ đến cái tắc mà sử dụng đến thương cũng như là số dư hay không? À nếu như mà sử dụng đến thương và số dư thì chúng ta sẽ biểu diễn nó như thế nào? À, quan sát này nhá. Vì ta thấy rằng cái số lớn chia số nhỏ thì được thương là 2 ấy, cho nên chúng ta sẽ được biểu diễn cái số số lớn bằng cách tí là x sẽ bằng 2 lần y cộng với 124. Đó, đây là cái công thức biểu diễn của cái giá trị mà liên quan đến có số dư nhé. Và thỏa mãn cho cô được điều kiện ở đây phải là y lớn hơn 124. Chúng ta có thể sử dụng điều kiện ở trường hợp này. Bởi vì có thể ở bên trên này các em chưa nhận ra được cái điều kiện đó. Thì chúng ta bổ sung điều kiện ở phía dưới đều được nhé. Ở đây thì ta có cái phương trình bên trên là phương trình số 1. Phương trình bên dưới này là phương trình số 2. Vậy thì từ cái phương trình số 1 này và phương trình số 2 này thì ta sẽ có ngay một cái hệ phương trình mới. Và hệ phương trình này thì có hai ẩn xy Quá đơn giản đúng không? Ở đây ta nên sử dụng phương pháp nào? Cái thao tác mà giải hệ phương trình lúc này thì chúng ta nhớ là phải làm lần lượt luôn. Không được phép là sử dụng viết tắt. Đấy chưa? X bằng 2Y cộng 124. À đây là sử dụng cái phương pháp Thế luôn rồi. Thay luôn vào trên trên luôn. Cô được cho cô là x bằng 712 và y bằng 294. Cái bước này tự thực hiện nhé. Thì trong cái quá trình làm mình có thể là dừng video lại, sau đó mình tập tính toán và mình có thể sử dụng cho cô cái máy tính cầm tay để kiểm tra xem kết quả giải hệ phương trình là gì. Ở trong máy tính cầm tay của các em thì cũng sẽ có cái chế độ để tính giải hệ phương trình này. Tuy nhiên cái sử dụng máy tính chỉ sử dụng cho cô ở cái bước là kiểm tra lúc đầu để mình biết ra nhá kết quả và kiểm tra lúc cuối để mình trách với cái dữ kiện đầu bài. Đây nhá, thỏa mãn điều kiện rồi thì chúng ta kết luận luôn cho cô. Đó, kết luận cho cô là hai số tự nhiên cần tìm đó là 712 và 294. Được chưa? Đó. Bởi vì cái bài toán tìm số này nó quá là đơn giản cho nên là cô mong mong và cũng như là nhấn mạnh cho các em là về nhà chúng ta xem xét và làm thêm những bài tập trong sách giáo khoa sách bài tập. Và chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạy toán tiếp đó là dạng toán liên quan đến chuyển động. Chúng ta đến với phần dạng toán chuyển động. Thì dạng toán chuyển động này thực chất là ngay trong cuộc sống của các em bình thường chúng ta sử dụng đến cái phần chuyển động này rất nhiều đúng không? Mình đi học cũng là chuyển động này. Hoặc mình di chuyển bằng các cái phương tiện ví dụ như là xe máy, ô tô vân vân thì đều là chuyển động. Vậy thì trong cái quá trình chuyển động như vậy thì nó có những cái giả thuyết đặt ra thông qua việc là đưa về theo cái nguyên tắc ở trong đại trong toán học thì chúng ta vận dụng những cái lý thuyết về thực tế đó để đưa về ở trong toán học thì giải quyết nó như thế nào. Ở trong dạng chuyển động này nó chia thành rất nhiều loại nhé. Bây giờ chúng ta nhớ rằng là ví dụ như là chuyển động có cùng vận tốc thì như thế nào, hoặc vận tốc thay đổi thì như thế nào. Hoặc là chuyển động mà cùng chiều ngược chiều hay thời gian khác nhau thì mỗi cái dạng đó thì nó lại có ứng với một số những cái cách làm riêng. Ngoài ra thì không chỉ chuyển động ở trên mặt đất mà chúng ta còn có những cái chuyển động ở trên mặt nước và trên những cái môi trường khác nữa. Và trong từng cái môi trường đấy nó lại có những cái tác động yếu tố ở xung quanh tác động vào gây nên cái sự chuyển động. Ở trong tiết học ngày hôm nay, trong phạm vi ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái phần về chuyển động có tốc thay đổi. Còn ở trong tiết số 2 thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ở đó là về dạng mà chuyển động thay đổi chiều và dạng toán chuyển động ở trên nước có dòng chảy. Chúng ta sẽ đến trực tiếp luôn với cái nội dung kiến thức ở trong phần chuyển động này. Thì để nắm được rõ về các yếu tố trong cái quá trình chuyển động thì chúng ta nhớ rằng là chuyển động thì thông thường chúng ta sẽ có là gì nhỉ? À, Quãng đường đúng không? Ngoài quãng đường ra chúng ta có điều gì nữa? À, vận tốc và cuối cùng là thời gian nó được biểu thị thông qua cái mối liên hệ giữa các cái công thức như sau thứ nhất là các cái đại lượng này gồm có là s bằng v nhân t vận tốc thứ hai thì điện sẽ bằng công thức là s chia t và cuối cùng thời gian là t bằng s chia v đó đây là ba cái công thức mà xuyên suốt trong quá trình giải dạng toán chuyển động từ cấp tiểu học đến tận bây giờ các em vẫn được các thầy cô là nhắc đi nhắc lại đúng không không có lý gì mà chúng ta lại quên cái công thức này Bạn nào mà quên là nếu như có cơ hội Thì sẽ phải bổ sung lại ngay cái kiến thức này cho mình nhé Rồi, bây giờ thì đi luôn vào trực tiếp Một cái phần ví dụ minh họa của cái phần bài tập này Thì quan sát cho cô bài số 2, ví dụ số 2 Cô có ví dụ số 2 như sau này Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc là 50 km h rồi đi tiếp một quãng đường BC với vận tốc là 45 km/h. Biết rằng tổng quãng đường dài 165 km và thời gian ô tô đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường BC là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi quãng đường. Đó. Đây là một cái bài toán liên quan đến chuyển động. Nhắc đến cái bài toán chuyển động này cô lại nhớ đến một cái bài toán mà ở trong chương sách bài tập của lớp 8 không biết là các em đã làm được hết những nội dung trong sách bài tập lớp 8 hay chưa ở trong đấy nếu như bạn nào mà tinh ý nhá, riêng trong cái bài chuyển động này có một bài khá là thú vị đó là người ta mô tả cái chuyển động của xe ô tô ở trên đường cao tốc từ Hà Nội về Thanh Hóa và xe chuyển động trên đường cao tốc nhưng khi mà chúng ta giải cái bài toán này ra thì lại thu được cái vận tốc nó đi được là 30 km trên giờ mà xe ô tô nhé Vậy thì có bao giờ xảy ra cái trường hợp mà đi trên đường cao tốc mà vận tốc ô tô là 30 km không? 30 km trên giờ ấy. Chắc chắn là khó xảy ra đúng không? Bởi vì đường cao tốc người ta đang xét ở trong bài toán đó là đường thẳng và không có những cái yếu tố tác động ví dụ như là à, chạm thu phí này, không có này vì dừng đỗ giữa đường là người ta không có. Đấy là nội dung ở trong sách bài tập lớp 8 nhá. Thì khi mà chúng ta giải một bài toán nào ở đấy thì Thông thường là phải nhớ cho cô đấy là không phải lúc nào nó cũng áp dụng trực tiếp vào thực tế. Mà mình phải xét xem là cái bài toàn đấy nó mang cái tính giả thuyết thôi hay là nó ứng dụng được trong thực tế nữa. Chứ không ngồi lại bố mẹ lại hỏi là hôm nay học bài gì? Hôm nay con làm bài đi từ Hà Nội về Thanh Hóa, ừ, vận tốc là 30 km trên giờ trên đường cao tốc. Thế là xong rồi, em xác định luôn đấy. Nhớ nhá. À, bây giờ quay trở lại bài ví dụ số 2 này. Ở đây thì người ta cho cái vận tốc của mình là đi trên quãng đường AB này là 50 km h Nhưng bên dưới vận tốc đi quãng đường còn lại BC là 45 km h Khi mà giải bài toán lúc này thì nhờ cho cô là chúng ta có thể sử dụng đến cái bảng, một cái bảng giá trị. Để sau đó từ bảng giá trị đó chúng ta sẽ xây dựng được các cái phương trình. Chúng ta cùng quan sát bảng giá trị của cô như sau. Cô thiết lập những giá trị về quãng đường, vận tốc và thời gian. Đồng thời xảy ra ở trên lần lượt các cái yếu tố của đầu bài là quãng đường AB, quãng đường BC. Và cuối cùng cô xét đến cái mối quan hệ của nó. Thông thường đối với cái bảng này thì các em nên làm cho cô mỗi lần khi chúng ta trước khi xử lý bài, trước khi chúng ta giải bài, chúng ta lập cho cô cái bảng này ra nháp. Để chúng ta tránh trong cái việc là bị nhầm lẫn giữa các cái ẩn. Thấy chưa? Đề bài người ta hỏi là tính thời gian ô tô đi trên mỗi cái quãng đường này. Vậy, ở đây chúng ta có hai quãng đường. Theo như cách như chúng ta đã xử lý, đó là chúng ta sẽ phải đạt được hai ẩn đúng không? Vậy, hãy đặt cho cô đầu ẩn đầu tiên, đó là cái thời gian đi trên quãng đường AB là x. Và điều kiện ở đây x chắc chắn là phải lớn không rồi. Không có thể nào mà x nhỏ không được. Nhỏ không thì thời gian âm hết rồi. Quãng đường BC thì các em hãy đặt cho cô là y với điều kiện là y lớn hơn 0. Giả thiết ở đây người ta cho sẵn là vận tốc thì chúng ta bổ sung vận tốc vào ở hai quãng đường. Đúng không? Và người ta nói rằng đến là quãng đường AB, quãng đường BC đúng không? Thì nó có tổng cộng chiều dài là 165 km. Đó. Và thời gian đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường BC là 30 phút. Cái 30 phút này thì ở đây chúng ta thấy rằng là thông thường khi đã tính thì chúng ta xác lập nhé là T là theo giờ rồi Thì có 30 phút các em phải đổi ra cho cô theo giờ Đó. Đầu tiên người ta cho là cái quãng đường AB mình có thể chỉ ra ngay được bằng là 50x vận tốc nhân thời gian Quãng đường BC tương ứng ở đây sẽ là 45Y. Tổng quãng đường đề bài cho là 165 km. Đây chính là một cái phương trình của hệ. Ta có 50x cộng 45y bằng 165. Và dự kiện tiếp theo là thời gian đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường BC. Thì chúng ta sẽ xử lý luôn bằng cách là xét cái y sẽ bằng x cộng với 0,5. 0 0,5 này đã đổi ra giờ rồi nhá. Đấy, 30 phút thì bằng 0,5 giờ. Có thể xử lý cho cô là 1 2 cũng được. Rồi đến đây thì chúng ta có ngay hai phương trình với hai ẩn tương ứng x y thì giải với hệ phương trình này ra thì chúng ta sẽ thu được các giá trị. Trong cái quá trình trình bày thì chúng ta sẽ lần lượt chỉ ra theo từng cái phần cô đã vừa hướng dẫn. Cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta phải gọi cho cô cái thời gian ô tô. Đúng không? Đi trên quãng đường này lần lượt là x y. Phải có đơn vị này, nhớ nhá, phải có đơn vị. Đây, đơn vị và điều kiện bắt buộc, nếu như không có là bị mất điểm ngay ở câu này không phải 25 điểm. Sau đó đây chúng ta sẽ chỉ ra tiếp cái độ dài quãng đường này thì chúng ta xác lập được một cái phương trình là tương ứng 50x cộng 45y bằng 165. Đây sẽ đặt là cái phương trình cho cô là phương trình số 1. Sau đó thì sử dụng thêm một cái dữ kiện đầu bài liên quan đến thời gian như vừa rồi đúng không? ta đổi 30 phút bằng 0,5 giờ và có phương trình này là phương trình thứ hai dựa vào hai phương trình này thì chúng ta thu được cái hệ phương trình và cái việc giải hệ phương trình này thì có yêu cầu chúng ta tự giải nhé tự giải nếu như các em làm chính xác và ra đúng được kết quả thì chúng ta sẽ thu được là x bằng 1,5 và y bằng 2. Điều này là thỏa mãn dự kiện của đầu bài. Và cái việc giải này thì khi chúng ta tự giải xong thì chúng ta phải nhớ kết luận cho cô. Kết luận ở đây chúng ta không được kết luận là vậy hệ phương trình có nghiệm x y là sai Mà phải kết luận theo cái câu hỏi đầu bài Đó là thời gian ô tô đi trên quãng đường AB Và thời gian ô tô đi trên quãng đường BC Đó. Nhớ nhá, Đó. cụ thể 1,5 giờ và 2 giờ Đó. Cái bài toán thông thường nhá, những cái bài toán có lời văn này Nó đánh mạnh điểm của mình, trừ mạnh rất nhiều điểm Ở cái việc mà trình bày lời giải nếu như trình bày lời giải mà không khoa học, không có chủ ngữ vị ngữ, không đảm bảo cái yếu tố về ý nghĩa thì chúng ta sẽ bị mất điểm ngay ở trong lần lượt từng ý. Ứng ừ, với cái ý đầu tiên, nó sẽ ứng là khoảng 0,25 điểm. Gọi cái độ dài quãng đường lần lượt chỉ ra này tương ứng 0,25 điểm nữa. Tổng độ dài ra được phương trình tiếp theo 0,25. Rồi chỉ ra phương trình thứ hai 0,25 nữa như vậy, từ đầu đến hết cái đoạn mà đặt ẩn ấy thì chúng ta mới được một điểm thôi. Còn cái việc dài bên dưới nữa thì nó mới là một điểm còn lại. Đó. Vậy nếu như cái bước đầu tiên này mà các em làm không chính xác, không cẩn thận thì chúng ta không thể ra được cái phương trình bên dưới, hệ phương trình bên dưới. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần ví dụ tiếp theo. Chuyển cho cô sang phần uh, ví dụ tiếp theo là phần ví dụ số 3. Quan sát cho cô đề bài như sau. Xe máy thứ nhất đi trên quãng đường từ Hà Nội về Thái Bình hết 3 giờ 20 phút. Xe máy thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút. Mỗi xe máy, mỗi giờ xe máy thứ nhất đi nhanh hơn xe máy thứ hai là 3 km. Tính vận tốc của mỗi xe máy và quãng đường từ Hà Nội đến Thái Bình. Đó. Thế ở đây, quan sát cái đề bài này thì mình sẽ xử lý những cái sự kiện gì? Thì vừa rồi cô còn nói đấy là khi đặt ẩn chúng ta sẽ đặt ẩn dựa theo cái câu hỏi của đề bài đúng không? tuy nhiên câu hỏi này nó có gì khác nên là người ta hỏi là tính vận tốc của mỗi xe máy vận tốc của mỗi xe máy này thì các em thấy là đây có hai xe máy như vậy nó đảm bảo cho mình được là ít nhất là có hai ẩn rồi nhưng phía sau này lại có một cái ẩn nữa là quãng đường vậy thì ở đây chúng ta nên đặt ẩn như thế nào à nếu như người ta đã cho là vận tốc của mỗi xe thì thông thường chúng ta sẽ đặt ẩn là cùng các cái đại lượng như nhau còn đâu cái quãng đường này thì chúng ta có thể xử lý bằng cách đấy là người ta cho này. Thời gian ở phía trên rồi. Vậy nếu như chúng ta tính ra được vận tốc của xe máy thứ nhất thì dễ dàng nhân với thời gian ta sẽ thu ra được cái quãng đường. Cho nên cái phần quãng đường ở phía sau này chúng ta không cần phải đặt ẩn nữa mà chúng ta chỉ sử dụng đến ẩn của cái vận tốc mà thôi. Nhớ nhá. Nào dự xử lý dự kiện tiếp này, người ta cho là quãng đường từ Hà Nội về Thái Bình hết 3 giờ 20 phút đây. Thế cái 3 giờ 20 phút này thì đổi ra giờ có dễ không? Có chữ 20 phút đằng sau đúng không? 20 phút thì muốn đổi ra giờ thì các em sẽ chia cho cô cho giá trị gì? À, 60 độ à, 60 phút thì chúng ta sẽ thu ra được là cái, cái phân số giá trị nó thôi. Thế được chất thì 3 giờ 20 phút thì lấy 2 phút chia cho 60 thì chúng ta sẽ ra được là 1/3 với 1/3 giờ đấy. Và khi mà chúng ta làm nhá thì chúng ta sẽ đổi cho cô bằng cách thì là đưa cái 3 giờ này không lấy cái số hữu tỷ hoặc là không à không lấy cho cô cái số vô tỷ mà phải lấy cho cô thành giá trị hữu tỷ thì tương ứng của nó sẽ là 3 này, 1 phần 3 đúng không? 3 giờ và với 1 phần 3 giờ nữa thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị cuối cùng thôi. Đấy. Tiếp theo này, Người ta cho là mỗi giờ xe máy thứ đi thứ nhất đi nhanh hơn xe máy thứ hai là 3 km. Cái mỗi giờ này thì thực chất nó chính là cái mối liên hệ ở trong cái vận tốc, được chưa? Bởi vì là người ta cho là mỗi giờ xe máy thứ nhất mà đi nhanh hơn mà. Cho nên đây thực chất là chính là cái vận tốc này. Vận tốc của xe máy thứ nhất đấy, nhanh hơn vận tốc của xe máy thứ hai là 3 km trên giờ. Chứ không phải là cái quãng đường cụ thể đâu nhá giờ hướng dẫn cho phần này thì cô sẽ xử lý bằng cách sử dụng bảng quan sát cho cô bảng như sau cô có bảng như sau vẫn tương tự giống như phần trước thì chúng ta sẽ xử lý bằng các giá trị về quãng đường vận tốc và thời gian các đại lượng ở đây đề bài cho về yếu tố là liên quan xe máy thứ nhất xe máy thứ hai và cuối cùng là cái mối quan hệ ở trong bài này thì ta thấy là cả cái quãng đường lúc này, đúng không? Thì là xe máy đi từ Hà Nội đến tại Thái Bình cho nên nó cùng một cái quãng đường. Chúng ta đang cần đặt cái yếu tố về vận tốc. Thì theo như đầu bài thì chúng ta sẽ đặt ngay x tương ứng là v của xe máy thứ nhất là x. Và điều kiện ở đây là x lớn hơn 3. Vì sao lại lớn hơn 3 thì xử lý bằng cách là nhìn vào cái dự kiện đầu bài ta có là mỗi giờ xe máy thứ nhất đi nhanh hơn xe máy thứ hai mà cho nên chắc chắn là nó phải lớn ta sau đó thì chúng ta xử lý đến cái sự kiện của xe máy thứ hai đặt ẩn của nó là y là vận tốc rồi thì theo đầu bài người ta cho là xe máy thứ nhất đi hết 3 giờ 2 phút vậy chúng ta đưa về theo giờ thì tương ứng 3 1/3 chính là 10/3 giờ thôi phần này là mình sẽ phải đổi nhá nào tiếp theo, người ta cho này xe máy thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút thì tương ứng thì chúng ta lại lấy ra gì? 3 giờ 40 phút. Thì dựng chắc chính là bằng 3 2 phần 3 giờ và điều này tương ứng là 11 phần 3 giờ, đúng không? Rồi, đến đây thì chúng ta có thể sử dụng luôn là đưa nó sang để xử lý đến cái sự kiện về quãng đường. Xe máy thứ nhất thì đi hết 10 3 x Xe máy thứ hai đi hết 11 phần 3 y Mà cả cái quãng đường của nó bằng nhau Cho nên chúng ta sẽ có được cái phương trình là 10 phần 3 x bằng 11 phần 3 y Tương tự, theo đầu bài ta có ngay là x thì sẽ bằng y cộng 13 Từ hai phương trình này thì chúng ta sẽ đưa về việc đi giải hệ phương trình Hãy quan sát cái phần trình bày cụ thể của cô như sau Đối với những cái bài tập ban đầu ở trong phần chuyên đề này thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể. Còn những cái bài về sau này thì khi chúng ta nắm được cái cách làm rồi thì các em có thể sử dụng cho cô cái bảng thì cô sẽ hướng dẫn mẫu để làm sao ra được cái phương trình thôi. Còn lại cái việc giải thì chúng ta sẽ tự giải nhé. Bước đầu tiên đó là chúng ta phải đổi, đổi giờ nhá Sau đó thì gọi vận tốc của xe máy thứ nhất là x, đơn vị là km trên giờ. Xe máy thứ hai là y, đơn vị cũng là km trên giờ Với điều kiện là x lớn 3 và y lớn hơn 0 Lưu ý cho cô này Khi mà chúng ta đặt điều kiện của ẩn Thì có một số bài người ta sẽ sử dụng đến cái tập giá trị của nó Ví dụ là n sao hoặc là r vân vân đúng không? Thế các em có bao giờ tự hỏi mình là Trong cái trường hợp hợp nào thì chúng ta sử dụng n Và trong trường hợp hợp nào chúng ta sử dụng r hay không? Nhớ cho cô này đối với những cái đại lượng mà chúng ta đếm được nhé những ẩn mà chúng ta đếm được thì chúng ta sẽ sử dụng là cái số nguyên hoặc là sử dụng đến tập số tự nhiên thế còn những ví dụ như là sản phẩm này số bi này hoặc là các cái chữ số này hoặc là uh, số sách số vở vân vân thì chúng ta sử dụng số tự nhiên hoặc là số nguyên nhưng những cái đại lượng mà thay đổi về đo lường ví dụ đơn vị về độ dài về vận tốc thời gian thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là số cân vân vân thì chúng ta sử dụng cho cô để là cái tập số thực thì chúng ta không cần phải ghi cụ thể vào hôm nay nữa nhé đó quay trở lại bài này thì như vừa rồi chúng ta xử lý tiếp đến cái độ dài quãng đường đúng không và chỉ ra được cái phương trình số 1 có phương trình số 1 này rồi tiếp theo ta sẽ chỉ ra tiếp theo dữ kiện đầu bài thì x sẽ tương ứng bằng y cộng với 3 mỗi giờ đi nhanh hơn nhá thì nó liên quan đến vận tốc nhá không rồi lại nhầm ra là cái quãng đường là sai ngay này mà bởi vì là quãng đường của nó là bằng nhau nhá từ hai cái phương trình này ta sẽ giải hệ này ra và thu được kết quả là x bằng 33 và x y bằng 30 cái việc giải hệ này thì chúng ta phải tự thao tác cho cô thôi chứ không rồi là bây giờ mà cô còn phải đi giải lại cho cái hệ này nữa thì thôi coi như là mấy bài giảng phía trước này là coi như là công của cô trò mình là đi đúng không? Cho nên phần này đã phải tự thao tác cho cô nhá. Rồi. Sau khi có được cái giá trị này rồi thì chúng ta sẽ kết luận cho cô. Đấy là cái quãng đường từ Hà Nội đến Thái Bình. Thì tương ứng chúng ta sử dụng là cái xe máy thứ nhất cũng được. Hoặc là các em có thể nhân cho cô theo cái xe máy thứ hai cũng được. Thì quãng đường của nó vẫn ra là 110 km mà thôi. Tránh cái trường hợp mà khi chúng ta kết luận xong được cái về cái giá trị um, liên quan đến vận tốc mà chúng ta bỏ qua quãng đường này là thiếu mất yêu cầu của đầu bài ngay sau đây thì chúng ta sẽ phải kết luận cho cô nhé rồi như vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn cụ thể cho các em đối với hai bài bài trước thì chúng ta sử dụng là đặt ẩn là thời gian đúng không bài này ta đặt ẩn là vận tốc vậy đối với cái bài mà khi có vận tốc thay đổi này nó thật ra là không quá khó nhưng hãy sử dụng cho cô cái bảng giá trị một cách hiệu quả nhất Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của phần bài tập về nhà. Vừa rồi thì các em đã thực hiện xong cái nội dung của giải bài toán mang cách lập hệ phương trình đối với hai dạng đó là dạng tìm số cũng như là dạng giải đối với dạng chuyển động đúng không? Ở trong dạng chuyển động vừa rồi chúng ta mới tìm hiểu một phần thôi còn sang tiết số 2 sắp tới thì chúng ta sẽ tìm hiểu nốt hai cái dạng còn lại. Ở trong phần này thì cũng mong là các em sẽ chủ động trong cái việc là thực hiện những cái bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập bởi vì đấy chính là cái nội dung cơ bản của mình. Về phần bài tập về nhà, đối với vấn đề số 4 thì cô giao cho các em một bài tập duy nhất bởi vì trong tiết sau thì chúng ta có một cái nội dung rất dài. Vậy thì để đảm bảo cái thời gian thì chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện bài này cho cô càng sớm càng tốt nhé. Bài tập về nhà cô cho như sau. Quãng đường AB dài 120 km, hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10 km h nên đến B trước ô tô thứ hai là 24 phút, tính vận tốc của mỗi xe. Đối với bài tập này thì cô có hướng dẫn như sau. Thứ nhất là bài tập này có rất nhiều cách giải. Các em có thể vận dụng những cách mà chúng ta đã học trong chương trình ở trước để chúng ta xử lý đưa về theo phương trình. Tuy nhiên, với cái phạm vi của bài học ngày hôm nay thì cô định hướng cho các em là chúng ta hãy sử dụng đến cách lập hệ phương trình để giải quyết bài toán này như vậy là thêm một cái công cụ nữa trong việc giải bài toán thì chúng ta sẽ phải linh hoạt hơn trong cái việc xử lý bài toán này rồi bài học của chúng ta đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo